bên chưa ngồi lại với nhau để bàn một cách chặn cái hiện tượng này trong tương lai, hay nó thay vào đó là một số nơi đang tổ chức đổi mới với nhau, thì cảm nhận của ông về vấn đề đó như thế nào? Thực ra đến cuối cùng mình phải nói này, bóng đá Việt Nam đang tốt nên rất mong mọi người phải chung tay, và cái trách nhiệm này nó là trách nhiệm chung của tất cả, chứ không phải là chỉ riêng trách nhiệm của một người nào đó hay là của một câu lạc bộ nào đấy. Thế nên cái này tôi rất là mong muốn, đã nói với VFF rồi, VFF cũng nói rồi, thì làm sao cố gắng làm để vì cái bản thân nếu mà chỉ câu lạc bộ không thì nó cũng có mạnh rất là hạn chế. Vậy thì ông có cái đề xuất gì cho liên đoàn và ban tổ chức giải cùng với hai câu lạc bộ ngăn chặn được cái tình trạng này như thế nào? Thì sắp tới đây thì chắc là cũng có những cái cuộc trao đổi nó kỹ hơn và mọi thứ để làm sao tất cả những trận đấu sắp diễn ra, và đặc biệt những trận đấu nóng, nó sẽ không có những trường hợp đáng tiếc xảy ra như vừa rồi. Tôi xin một câu, xin đúng một câu. Trong thời gian qua thì là suốt thời gian qua thì sân hàng câu lạc bộ Hà Nội chịu rất nhiều cái chuyện phải bị phạt về pháo sáng rồi. Thì ông có thể, với cá nhân ông có thể lý giải vì sao câu lạc bộ Hải Phòng và Nam Định này cứ chọn sân Hà Nội để đốt không? Có một thực tế thì về lý giải thì tôi không lý giải, nhưng mà qua mỗi lần đến đấy mình đều rất là cố gắng. Thực ra ở đây mình phải thẳng thắn nói chuyện với nhau, nếu đóng cửa sân thì quá dễ, nhưng mà mình mở sân ra để phục vụ những người hâm mộ, khán giả chân chính mới là chủ đạo. Chứ còn cái thành phần quá khích thì chúng ta phải biết rồi, tôi vẫn nói rồi, đó là cần cả tất cả mọi người chung tay, chứ không phải câu lạc bộ Hà Nội hoặc không phải công ty cổ phần thể thao Kim Tin sẽ làm được việc đấy. Ok nhỉ. Xin cảm ơn các anh chị.